Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 20 tháng 10 năm 2016 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về tuyên bố chung Công giáo và Anh giáo về hiệp nhất. Tiếp theo đó là các tiết mục hiểu để sống đức tin, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 12, từ câu 49 đến câu 53. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên. Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất. Anh em tưởng rằng thầy đến để ban hòa bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết, không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ. Vì từ nay, năm người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba chống lại hai, hai chống lại ba. Họ sẽ chia rẽ nhau, cha chống lại con trai chống lại cha, mẹ chống lại con gái chống lại mẹ. Mẹ chồng chống lại nàng dâu chống lại mẹ chồng. Quý vị và các bạn thân mến, đầu bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên. Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất. Chúa Giêsu dùng hai hình ảnh lửa và phép rửa để nói về tương lai sắp tới của Ngài. Lửa ám chỉ sự hiện diện của Chúa, đồng thời còn ám chỉ sự thanh luyện. Chúa Giêsu đến trần gian để thanh luyện con người từ bên trong, hầu làm cho con người trở nên thánh thiện hơn và nhận biết được tình yêu Thiên Chúa luôn dành cho họ. Cho nên, Ngài ước mong việc thanh luyện ấy sớm hoàn thành. Phép rửa ám chỉ cuộc khổ nạn sắp tới của Chúa Giêsu. Việc thanh luyện trần gian ấy chỉ hoàn thành sau khi Ngài chịu nạn, chịu chết và sống lại. Những lời Chúa Giêsu nói về sứ mạng của Ngài cũng là một lời khuyến cáo các môn đệ Ngài. Sự kiện nước Thiên Chúa đến không phải để các môn đệ hưởng thụ một cuộc sống bình an một cách thụ động. Họ sẽ hưởng bình an đấy, nhưng là thứ bình an mà họ phải cố gắng chiến đấu mới đạt được. Chiến đấu trong gian truân thử thách,
chiến đấu với cả những người thân nhưng không cùng niềm tin với mình. Phaolô và Bạc-na-bê đã hiểu như thế, nên đã khuyên các tín hữu trong sách Tông đồ Công vụ rằng: chúng ta phải chịu nhiều gian khổ mới được vào nước Thiên Chúa. Các môn đệ của Chúa Giê-xu đã luôn cố gắng sống con đường của Ngài đã đi, qua đau khổ rồi đến vinh quang, hay qua đau khổ rồi đến bình an của Chúa. Các ngài đã chịu biết bao đau khổ, thậm chí hy sinh cả tính mạng để giới thiệu Chúa cho mọi người. Và các ngài đã được hưởng vinh quang, được hưởng bình an với Chúa trên thiên đàng. Quý vị và các bạn thân mến, lời khuyến cáo của các môn đệ năm xưa cũng là lời khuyến cáo cho mỗi người chúng ta. Qua bí tích rửa tội, chúng ta trở thành môn đệ của Chúa Giê-xu. Nếu muốn được hưởng vinh quang, được hưởng bình an với Chúa, chúng ta cũng phải đi trên con đường của Chúa đã đi, qua đau khổ rồi đến bình an, vinh quang. Bình an đấy chỉ có thể đạt được bằng giá của chiến đấu liên lỉ chống lại tư lợi và khuynh hướng xấu trong con người. Nếu muốn có bình an trong tâm hồn, hãy chuẩn bị đương đầu với những cạm bẫy và sức mạnh của ác thần, luôn bủa vây lôi kéo chúng ta đến tội lỗi. Đó là con đường duy nhất để chúng ta hưởng bình an của Chúa. Nhưng phải chăng Chúa Giê-xu cổ suý đau khổ? Không, nếu Chúa Giê-xu đã ôm trọn thập giá, thì không phải vì Ngài yêu sự độc ác, yêu đau khổ, tự đày đọa mình, nhưng chính là để thể hiện tình yêu tột độ của Thiên Chúa. Chiến thắng của Chúa Giê-xu Ki-tô chính là chiến thắng của tình yêu trên hận thù, của ân sủng trên tội lỗi, của niềm tin trên thất vọng, để đem lại ơn cứu độ cho con người. Chúng ta tiếp tục đi theo con đường của Chúa Kitô. Chúng ta tiếp tục đón nhận đau khổ vì tin rằng bên kia những thất bại, khổ đau, tình yêu Thiên Chúa vẫn còn mang lại ý nghĩa cho cuộc sống này. Chúng ta không chiến đấu một mình, nhưng cùng với Chúa chiến đấu và tháp nhập những đau khổ của chúng ta với đau khổ của Chúa. Chúng ta đón nhận mọi bách hại, thù ghét, thua thiệt, vì tin rằng chỉ có tình yêu mới có thể thắng vượt được ích kỷ, hận thù trong lòng con người. Xin Chúa Kitô ban sức mạnh để chúng ta bước theo con đường thập giá dẫn đến vinh quang. Amen. Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường, mạo gai nào hằn sâu trên trán. Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài vác trên vai, đau thương nào phủ kín tâm tư, đường tình đó Ngài dành cho con. Lạy Chúa, xin cho con bước đi với Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài để được sống với Ngài vinh. Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Lagos, Nigeria. 21 trong số 270 nữ sinh bị Boko Haram bắt cóc được trả tự do. Các lãnh đạo công giáo chào mừng việc trả tự do cho 21 nữ sinh đã bị bắt cóc tại trường học ở Chibok vào năm 2014.
và kêu gọi chính phủ Nigeria ưu tiên việc giải thoát các nữ sinh còn đang bị nhóm Boko Haram giam giữ. Đức Hồng Y Anthony Olubunmi Okochi, Tổng giám mục hưu trí của Lagos, cho biết Ngài có những cảm xúc lẫn lộn khi nghe tin 21 nữ sinh được trả tự do, bởi vì theo Ngài, đáng lý ra họ nên được giải cứu trước đây. Ngài nói, đúng là một tin vui cho cha mẹ của các thiếu nữ bị bắt cóc sau một thời gian dài. Nhưng đối với tôi, các cô gái này đã phải bị tẩy não và lạm dụng bởi những kẻ bắt cóc trong thời gian này và bị cưỡng bức kết hôn ngược với ý muốn của họ. Đức Hồng Y cũng quy trách nhiệm cho chính quyền trước đây đã không xử phạt các thống đốc bang khi để cho các sự việc xảy ra và phê bình hệ thống trường học đang trở thành trò cười vì các vụ bắt cóc mới xảy ra ở hai trường khác nhau ở bang Lagos. Đức cha Matthew Isaya Odu của Lafia vui mừng biết rằng các thiếu nữ còn sống và cầu nguyện để cho các thiếu nữ còn lại sớm được trả tự do. Ngài cũng kêu gọi chính quyền sắp xếp cho các thiếu nữ gặp các nhà tư vấn và tâm lý để họ có thể hội nhập hoàn toàn với xã hội. Đức cha cũng đề nghị chính quyền giữ kín danh tính của họ để họ có thể tìm được những người chồng tốt và kết hôn. Đức cha Felix Femi Achakaye của Ekiti nói, người Nigeria nên cảm ơn Chúa về việc các thiếu nữ được trả lại tự do và kêu gọi chính quyền giúp họ tái định cư. Ngài nói, người Nigeria phải cùng nhau chiến đấu, chống lại sự ác và dã man trên quê hương chúng ta. Việc trả lại tự do cho 21 thiếu nữ vào ngày 13 tháng 10 vừa qua là một phần của thỏa thuận do Hội Chữ Thập Đỏ Quốc tế, chính quyền Thụy Sĩ và Nigeria môi giới. Tin Amman, Jordani. Nơi tưởng niệm ngôn sứ Môsê trên núi Nebo được mở cửa lại. Nơi tưởng niệm ngôn sứ Môsê trên núi Nebo, Jordani, đang được mở cửa trở lại và các du khách sẽ được chiêm ngưỡng tại đền thờ với những bức tranh khảm đẹp nhất trong vương quốc Hashemite. Việc mở cửa chính thức được sắp xếp vào ngày 15 tháng 10. Ngày 16 tháng 10, Đức Hồng Y Santri, Tổng trưởng Bộ Các Giáo hội Đông Phương, đặc sứ của Đức Thánh Cha, đã chủ sự thánh lễ trọng thể. Ngài đã đọc sứ điệp Đức Thánh Cha gửi nhân sự kiện này. Cứ chỉ biểu tượng đánh dấu việc mở cửa chính thức là việc mở các cửa đền thờ được thực hiện hôm 15 tháng 10 với sự tham dự của cha Francesco Patton, bề trên quản thủ thánh địa. Sự kiện này được tổ chức trong hai ngày vì số lượng du khách, các tín hữu và khách hành hương dự kiến tham dự quá đông. Đền thờ này là một trong những đền thánh quan trọng nhất không chỉ ở Jordani mà trong toàn vùng đất thánh. Cũng có các cử hành tôn giáo, hòa nhạc, các tour có hướng dẫn và các hoạt động văn hóa với mục đích lôi cuốn sự tham dự của toàn thể dân cư địa phương và các du khách nước ngoài. Nơi tưởng niệm ngôn sứ Môsê trên núi Nebo là nơi theo sách Đệ Nhị Luật, chương 34, Thiên Chúa đã chỉ cho ông Môsê thấy đất thánh và là nơi ngôn sứ qua đời. Dù không ai biết cách chính thức nơi vị ngôn sứ được chôn cất, nhưng các đan sĩ đã định cư trên núi Nebo tưởng niệm ngôn sứ Môsê ở nơi này từ thế kỷ thứ tư đến thế kỷ thứ chín. Trong thế kỷ thứ 19, các nhà khảo cổ của dòng Francisco quản thủ thánh địa đã có quyền sở hữu nơi này và đã tìm thấy đan viện cổ, đền thờ với các bức tranh khảm mosaic trong đó. Để bảo tồn di tích khảo cổ, đồng thời trưng bày các bức tranh mosaic do các đan sĩ thực hiện trong thời gian khác nhau, một tòa nhà đã được xây cất và được khánh thành trong hai ngày này. Vào tháng 3 năm 2000, khi thăm đất thánh, Thánh Giáo Hoàng John Paul II đã hành hương đến Nebo
và trồng một cây ô liu bên cạnh nhà nguyện Byzantine như là biểu tượng của hòa bình. Để cử hành việc mở cửa lại nơi này, các tu sĩ Francisco quản thủ thánh địa đã tổ chức các sự kiện âm nhạc và văn hóa. Cao điểm của chương trình là lễ Giáng sinh trong đền thờ vào 10 giờ tối ngày 24 tháng 12. Ngày 23 tháng 12 vào lúc 6 giờ chiều, nhạc kịch Giáng sinh đầu tiên do soạn giả người Jordani Tome Chabara sáng tác và điều khiển dàn hợp xướng sẽ được trình diễn. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khuyến khích các tín hữu, hãy chân thực, đừng giả dối. Đó là điều Đức Thánh Cha chia sẻ trong thánh lễ sáng 14 tháng 10 vừa qua tại nhà nguyện Thánh Marta. Đức Thánh Cha nói, trong tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy cẩn thận với men Pharisêu. Đó là thói đạo đức giả. Có thứ men tốt và có loại men xấu. Thứ men tốt là loại men mà Chúa Giêsu có lần ví nước Thiên Chúa giống như nấm men. Men ấy phát triển tốt và làm cho bột thành bánh. Nhưng men xấu thì không như vậy. Đạo đức giả có nghĩa là chúng ta chỉ cầu nguyện với Chúa bằng những lời nói ngoài miệng, mà lòng thì ở xa Ngài. Có những người đạo đức giả theo kiểu nói một đằng làm một nẻo. Có những người đạo đức giả theo kiểu giả bộ, có vẻ tốt và lịch sự, nhưng thực tế thì nham hiểm. Chúng ta nhớ tới cách vua Herode tiếp đón ba vua từ phương Đông. Bên ngoài Herode tỏ ra lịch sự, mà bên trong thì sợ hãi mất quyền. Bên ngoài Herode nói là, các vị hãy đi, và khi gặp hài nhi thì hãy quay trở lại báo tin để tôi cũng đến bái lạy người. Nhưng kỳ thực Herode muốn tìm để giết hài nhi. Kẻ đạo đức giả sống hai mặt. Chúa Giêsu nói với các luật sĩ và biệt phái rằng, các ông nói mà không làm. Chúng ta thử xét lại bản thân, xem mình đang để cho loại men tốt hay men xấu phát triển. Tôi làm việc này với tinh thần nào? Tôi cầu nguyện với tinh thần nào? Tôi giải quyết các vấn đề với tinh thần nào? Với tinh thần xây dựng hay tinh thần chia rẽ? Điều quan trọng là đừng lừa gạt, đừng nói dối, mà hãy nói thật. Trẻ thơ không bao giờ nói những thứ trừu tượng. Các bé nói cụ thể. Trước Thiên Chúa và trước người khác, trẻ thơ luôn nói những điều cụ thể. Tại sao? Tại vì trong các bé có thứ men tốt, làm cho các bé lớn lên giống như sự lớn mạnh của nước trời. Cũng thế, Chúa ban cho chúng ta thánh thần và ơn sáng suốt, để chúng ta biết phát triển loại men nào và biết hành động theo sự thúc đẩy của men nào. Tôi là người trung tín, trong suốt, hay tôi là người đạo đức giả? Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Đức Duy phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, như chúng tôi đã đưa tin, ngày 5 tháng 10 vừa qua, Đức Giáo hoàng Francisco và Tiến sĩ Justin Welby, Tổng giám mục Canterbury của Anh giáo, đã cùng chủ tọa buổi kinh chiều và ký một tuyên bố chung, khẳng định cam kết quyết tâm thực hiện tiến bộ đại kết. Tại buổi kinh chiều này, Đức Giáo hoàng Francisco kêu gọi mọi giám mục, cả Công giáo lẫn Anh giáo, thành dụng cụ của hiệp thông mọi lúc và mọi nơi. Ngài nhấn mạnh, chúng tôi nhìn nhận mình là anh em thuộc các truyền thống khác nhau,
nhưng được thúc đẩy bởi cùng một tin mừng để đảm nhiệm cùng một sứ vụ trong thế giới. Về phần tiến sĩ Welby, trong các nhận định của mình, đã cảnh giác chống lại các tranh chấp giữa các giám mục, những cuộc tranh chấp được ngài ví như cuộc giác đấu trong đó, người thua không được tỏ một chút thương xót nào. Trong buổi cầu nguyện này, hai vị đã ký một bản tuyên bố chung, quả quyết rằng, các người công giáo và anh giáo thừa nhận rằng, chúng tôi là những người thừa kế kho tàng tin mừng của Chúa Giêsu Kitô và ơn gọi chia sẻ kho tàng này với toàn thế giới. Tuyên bố chung nhìn nhận các trở ngại nghiêm trọng đối với sự hợp nhất giữa người công giáo và người anh giáo. Nổi bật nhất là quyết định của anh giáo, phong chức cho phụ nữ làm linh mục và giám mục. Tuy nhiên, trích dẫn điển hình được Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục và Đức Tổng Giám mục Michael Ramsay của Canterbury nêu cao khi khởi đầu cuộc đối thoại đại kết năm 1996. Các ngài đoan hứa sẽ tiếp tục cuộc đối thoại một cách trung thành với lời kinh của Chúa, từng cầu xin cho các môn đệ được nên một. Buổi kinh triều đại kết được tổ chức tại nhà thờ Thánh Gregorio cả, vị Thánh Giáo Hoàng đã phái Thánh Agostino thành Canterbury qua anh giáo rao giảng tin mừng. Và sau đây là nguyên văn bản tuyên bố chung. 50 năm trước đây, các vị tiền nhiệm của chúng tôi, Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục và Đức Tổng Giám mục Michael Ramsay đã gặp nhau tại thành phố này. Thành phố đã được thánh hóa bằng thừa tác vụ vào máu của các thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Sau đó, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị với Đức Tổng Giám mục Robert Runci và sau đó với Đức Tổng Giám mục George Carey và Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 với Đức Tổng Giám mục Rowan Williams đã cầu nguyện với nhau ở đây trong nhà thờ Thánh Gregorio trên đồi Celio này, nơi Đức Giáo Hoàng Gregorio đã gửi Thánh Agostino đi giảng tin mừng cho người Anglo-Saxon. Trong cuộc hành hương viếng mộ các tông đồ và tổ tiên thánh thiện này, người công giáo và anh giáo nhận ra rằng, chúng tôi là những người thừa kế kho tàng tin mừng của Chúa Giêsu Kitô và ơn gọi chia sẻ kho tàng này cho cả thế giới. Chúng tôi đã nhận được tin mừng của Chúa Giêsu Kitô qua đời sống thánh thiện của những người nam nữ biết rao giảng tin mừng, bằng lời nói và việc làm, và chúng tôi đã được ủy nhiệm và được lên sức mạnh của Chúa Thánh Thần để làm chứng cho Chúa Kitô cho đến tận cùng trái đất. Chúng tôi hợp nhất trong xác tín này. Ngày nay, tận cùng trái đất không phải chỉ là một thuật ngữ địa lý, nhưng là một lời hiệu triệu mang sứ điệp cứu độ của tin mừng, đặc biệt đến những người sống bên lề và những vùng ngoại vi của xã hội chúng tôi. Trong cuộc gặp lịch sử của các ngài vào năm 1966, Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục và Đức Tổng Giám mục Ramsay đã thiết lập Ủy ban Quốc tế Anh giáo và Công giáo Roma, viết tắt là ARCIC, để theo đuổi một cuộc đối thoại thần học nghiêm túc, một cuộc đối thoại vì được xây dựng trên các tin mừng và trên truyền thống chung cổ xưa, nên có thể dẫn đến sự hợp nhất trong sự thật mà Chúa Kitô đã cầu nguyện cho. 50 năm sau, chúng tôi tạ ơn vì những thành tựu của Ủy ban Quốc tế Anh giáo và Công giáo Roma. Ủy ban đã xem xét về phương diện lịch sử, các học thuyết gây chia rẽ, theo viễn cảnh tươi mới biết tôn trọng và thương yêu lẫn nhau. Ngày nay, chúng tôi cảm tạ đặc biệt vì các văn kiện của ARCIC thứ hai là các văn kiện sẽ được chúng tôi thẩm định, và chúng tôi chờ đợi kết quả các khám phá của ARCIC thứ ba khi nó khảo sát bối cảnh mới và các thách thức mới đối với sự hợp nhất của chúng tôi. 50 năm trước đây, các vị tiền nhiệm của chúng tôi đã nhìn nhận các trở ngại nghiêm trọng, vốn ăn ngữ việc phục hồi đức tin và đời sống bí tích hoàn toàn giữa chúng tôi. Tuy nhiên, các ngài đã không hề nao núng lên đường. Dù không biết phải tiến những bước tiến nào trên con đường này, nhưng luôn trung thành với lời cầu nguyện của Chúa, xin cho các môn đệ được nên một. Nhiều tiến bộ đã đạt được liên quan đến nhiều lĩnh vực, từng khiến chúng tôi xa cách nhau. Ấy thế nhưng,
Các hoàn cảnh mới đã đem tới các bắt đầu mới giữa chúng tôi, đặc biệt là liên quan đến việc truyền chức cho các phụ nữ và nhiều vấn đề gần đây hơn liên quan đến tính dục con người. Đằng sau các khác biệt này là vấn đề lâu năm về việc phải thể hiện quyền bính ra sao trong cộng đồng Kitô giáo. Ngày nay, đó là một số quan ngại đang tạo trở ngại nghiêm trọng cho sự hợp nhất hoàn toàn của chúng tôi. Giống như các vị tiền nhiệm của chúng tôi, dù chính chúng tôi chưa tìm được giải pháp cho các cản trở trước mắt chúng tôi, nhưng chúng tôi không nao núng. Trong sự tín thác và hân hoan của chúng tôi trong Chúa Thánh Thần, chúng tôi tin rằng đối thoại và tương tác với nhau sẽ làm sâu sắc thêm sự hiểu biết của chúng tôi và giúp chúng tôi biện phân được tâm trí của Chúa Kitô đối với giáo hội của người. Chúng tôi tín thác vào ân sủng và sự quan phòng của Thiên Chúa, vì biết rằng Chúa Thánh Thần sẽ mở ra nhiều cánh cửa mới và dẫn chúng tôi vào mọi sự thật. Những khác biệt trên mà chúng tôi vừa nêu ra không thể ngăn cản chúng tôi nhận ra nhau như anh chị em trong Chúa Kitô do phép rửa chung của chúng tôi. Chúng tôi không bao giờ nên giữ chúng tôi lại, không cho chúng tôi khám phá và vui mừng trong đức tin Kitô giáo sâu sắc và sự thánh thiện mà chúng tôi tìm thấy trong các truyền thống của nhau. Những khác biệt này không được dẫn đến việc suy giảm các nỗ lực đại kết của chúng tôi. Lời cầu nguyện của Chúa Kitô tại bữa tiệc cuối cùng, xin cho tất cả có thể nên một, là một mệnh lệnh đối với các môn đệ của người ngày hôm nay, cũng như nó đã là một mệnh lệnh vào thời điểm người sắp phải chịu khổ nạn, chịu chết và được phục sinh, và sau đó hạ sinh ra giáo hội. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần đầu tuyên bố chung giữa Công giáo và Anh giáo về hợp nhất, được thực hiện tại buổi kinh chiều hôm 5 tháng 10 vừa qua, giữa Đức Giáo hoàng Francisco và Tiến sĩ Justin Gelby, Tổng giám mục Canterbury của Anh giáo. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Hiểu để sống đức tin, cũng do Đức Duy phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi giải đáp câu hỏi, chân lý là gì? Hôm nay, vẫn trong phần mầu nhiệm Thiên Chúa, chúng ta sẽ bàn đến một vấn đề khác, đó là ngộ đạo là gì? Khi bàn về vấn đề này, có người đặt ra câu hỏi, trong quyển Kinh Thánh Tân Ước, khi dẫn nhập tổng quát vào các thư của Thánh Gioan, người viết cho biết là mục tiêu của những thư này, theo Thánh Irene, là nhằm cảnh giác các tín hữu về trào lưu ngộ đạo. Thế thì, ngộ đạo là cái gì vậy? Quý vị và các bạn thân mến, lần đầu tiên gặp tiếng ngộ đạo, tôi liên tưởng tới những tiếng ngộ độc, ngộ thực hay là ngộ hoặc, ngộ nhận, và nghĩ tới những người đã hiểu sai đạo lý, cho nên tuyên bố sằng xịt, hoặc là những kẻ đi lường gạt người ngây thơ dễ tin. Nhưng mà khi tra lại từ điển, thì thấy rằng ngộ không phải chỉ có nghĩa là sai lầm, ngộ nhận, hay là gặp, hội ngộ, kỳ ngộ,
nhưng còn có nghĩa là hiểu ra được, thức tỉnh, tỉnh ngộ, giác ngộ. Và đây mới là đúng nghĩa của từ ngộ đạo. Dịch từ gnosis trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là sự hiểu biết. Tuy nhiên, đó chỉ mới là nói về từ ngữ. Khi muốn mô tả nội dung của trào lưu ngộ đạo, thì các nhà sử học cho thấy rằng nó phức tạp hơn nhiều. Như vừa nói, trong tiếng ngộ đạo, thì ngộ có nghĩa là hiểu biết, chứ không phải là sai lầm. Nhưng mà chắc phải có gì sai lầm, nên Thánh Gioan mới phải cảnh giác các tín hữu như vậy. Thưa đúng như vậy, nếu ngộ đạo chỉ có nghĩa là sự hiểu biết về đạo, thì không có gì đáng nói. Vấn đề được đặt ra là, khi nó trở thành một lạc giáo. Trên thực tế, nó đã trở thành một mối nguy cơ đe dọa đức tin Kitô giáo suốt mấy thế kỷ. Thực ra, con người chúng ta ai cũng ham hiểu biết hết mọi chuyện trên trời dưới đất, kể cả về thế giới thần thánh, cũng là định mạng con người sau khi đã chết. Điều đó nằm trong bản tính tự nhiên của con người, và không có gì đáng trách hết. Chuyện đáng trách là, giữa hàng ngũ của các Kitô hữu Kitô giáo, có những người chủ trương, họ nhận được một kho tàng kiến thức riêng về thiên giới, và ai gia nhập vào nhóm của họ, thì sẽ được họ truyền thụ cho. Nói như vậy có nghĩa là, ngoài sự hiểu biết về Thiên Chúa mà chúng ta nhận được nhờ việc đón nhận mặc khải của Chúa, được truyền thụ qua Kinh Thánh và lời giảng của các tông đồ, họ chủ trương còn có một nguồn mặc khải kín đáo khác nữa, mà chỉ ai gia nhập nhóm ngộ đạo thì mới biết được. Đây là một hình thức ngộ đạo mà Thánh Irene đã tố cáo. Theo Irene, ngoài mặc khải của lời Chúa được các tông đồ rao giảng và truyền lại cho hội thánh, không còn có nguồn mặc khải bí mật nào nữa. Tới đây có người hỏi, nhưng mà Thánh Irene sống vào thế kỷ thứ hai, chứ đâu phải vào thời Tân Ước ra đời đâu. Thưa, đúng như vậy. Như đã nói trên đây, tự nó, sự ngộ đạo, theo nghĩa là hiểu biết về đạo, thì chẳng có gì là xấu cả. Chính Thánh Gioan đã viết trong Phúc Âm, chương 17 câu 3 rằng, sự sống đời đời hệ tại hiểu biết Thiên Chúa chân thật, và biết Đức Giê-xu là đấng mà Chúa sai đến. Khi chúng ta đón nhận tin mừng và đức tin, thì chúng ta được biết Chúa hơn, không phải chỉ biết cách trừu tượng, mà còn được sống thân mật với Chúa. Dưới khía cạnh đó, sự ngộ đạo không có gì là xấu cả. Ngoài ra, còn có một hình thức ngộ đạo chính đáng và tốt lành nữa, đó là sự cố gắng của các nhà thần học muốn đào sâu thêm nội dung đức tin. Theo nghĩa này, Clemente và Origen và trường phái Alexandria tự nhận là mình đang theo đuổi ngộ đạo, muốn đi sâu hơn nữa vào việc hiểu biết Chúa, tới những cấp độ cao của sự chiêm niệm. Tuy nhiên, bên cạnh nghĩa ngộ đạo, nói được là theo nghĩa đen như vậy, các nhà sử học đặt nhãn hiệu ngộ đạo cho những khuynh hướng chủ trương nhận được mặc khải kín về Thiên Chúa. Trên thực tế, nội dung của những điều được mặc khải kín chỉ là một mớ học thuyết pha phôi giữa mặc khải Kinh Thánh với các triết thuyết khác từ Hy Lạp và miền Tiểu Á. Những học thuyết ấy đi ngược lại với những chân lý nền tảng của Kitô giáo, cách riêng về Thiên Chúa, về Đức Kitô và về con người. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hiểu để sống đức tin tạm ngưng nơi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận câu hỏi, ngộ đạo là gì trong chuyên mục này vào lần phát tới. Mong quý vị và các bạn đón nghe.
cho con biết Chúa, xin cho con biết con, xin cho con chỉ khao khát một mình Chúa. Xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con, xin cho con quên đi chính bản thân mình, để yêu mến Chúa, làm mọi sự vì Chúa, để biết tán dương và chỉ nghĩ đến Ngài, để biết tự hào, biết ham mình và phụng sự Chúa, biết nhận từ nơi Chúa tất cả những gì dành cho con. Xin đừng để điều gì quyến rũ con ngoài Chúa. Lạy Chúa, xin hãy giữ gìn con để yêu mến Chúa. Xin hãy gọi con để được thấy Ngài, để con chiêm ngưỡng Chúa. Ôi, con yêu Ngài quá muộn màng, con yêu Ngài quá muộn màng, vẻ đẹp của Ngài đã quyến rũ con. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Ơn gọi nên thánh trong bậc hôn nhân. Đây là chủ đề của chúng tôi trong câu chuyện gia đình tuần này. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Nên thánh là ơn gọi và nghĩa vụ của tất cả mọi tín hữu Kitô. Nhưng với tư cách là vợ chồng, những người tín hữu Kitô có một cách thức riêng để sống và thực hiện ơn gọi nên thánh. Do một thành kiến từ lâu đời, nhiều người đề cao đời sống thánh hiến trong các dòng tu hoặc chức vụ linh mục, nhưng lại xem thường đời sống hôn nhân và gia đình. Mỗi bậc sống đều là ơn gọi của Chúa, và ơn gọi nào cũng đều cao đẹp và có giá trị riêng của nó. Thế nào là ơn gọi làm vợ chồng? Trả lời cho câu hỏi này là chân nhận rằng có một con đường nên thánh dành riêng cho những người sống bậc vợ chồng. Trong số 49 của Hiến chế Vui mừng và Hy vọng, Công đồng Vatican II đã đề cao ơn gọi sống đời gia đình như sau. Để có thể kiên trì chu toàn nghĩa vụ ơn gọi làm người Kitô hữu như thế, tức là sống đời vợ chồng, cần phải có một nhân đức phi thường. Chính vì thế mà vợ chồng, nhờ được ơn Chúa củng cố để sống thánh thiện, sẽ ân cần nuôi dưỡng và cầu xin cho được một tình yêu kiên vững, một tâm hồn đại lượng và tinh thần hy sinh. Những dòng trên đây của Công đồng xác quyết rằng Giáo hội luôn đề cao và coi trọng đời sống hôn nhân. Thánh thiện không còn là độc quyền của những người sống đời tận hiến. Hôn nhân cũng không phải là một bậc sống thấp hèn hay chỉ là hạng hai trong giáo hội. Công đồng khẳng định cần phải có một nhân đức phi thường, cần phải có những đức tính anh hùng mới có thể chu toàn bổn phận trong đời sống vợ chồng.
đâu là những bổn phận của đời sống vợ chồng, đâu là những trợ giúp của niềm tin Kitô trong việc chu toàn những bổn phận ấy. Tông huấn về đời sống hôn nhân và gia đình do Thánh Giáo Hoàng John Paulo đệ nhị ban hành năm 1981, trong số 17 đã xác định như sau: gia đình nhận lãnh trách nhiệm bảo toàn, nâng cao và thông truyền tình yêu vốn là một phản ánh sống động của tình yêu Thiên Chúa đối với nhân loại. Một cách cụ thể, gia đình đảm nhận 4 trách vụ như sau: xây dựng cộng đồng tình yêu, phục vụ sự sống, tham gia vào việc phát triển xã hội, tham gia vào đời sống và sứ mệnh của giáo hội. Cơ bản và quan trọng nhất trong 4 trách vụ trên đây chính là xây dựng cộng đồng tình yêu. Tông huấn của Thánh John Paulo đệ nhị giải thích như sau: gia đình được thiết lập và sinh động bởi tình yêu, là một cộng đồng gồm những con người, vợ chồng, cha mẹ, con cái, bà con thân thuộc. Thánh John Paulo đệ nhị muốn vượt qua một mẫu gia đình khép kín, ích kỷ, hưởng thụ mà nền văn minh tiêu thụ ngày nay đang cổ võ. Đó là mẫu gia đình chỉ gồm có vợ chồng, hoặc chỉ có một, hoặc hai đứa con. Trong một gia đình mà sự hiện diện của một mầm sống hay có một đứa con bị xem như một gánh nặng hay như một cản ngại cho sự hưởng thụ. Trong một gia đình mà sự hiện diện của người già bị xem như thừa thãi hay cồng kềnh. Trong một gia đình như thế, hẳn không thể có được tình yêu đích thực. Sự cao cả của gia đình chính là xây dựng một cộng đồng yêu thương trước tiên trong ranh giới của chính mình, và từ đó trải dài tình yêu ấy đến với mọi người chung quanh. Tu thân, tề gia, rồi mới trị quốc và bình thiên hạ. Nguyên tắc nền tảng này của Khổng Giáo vẫn có giá trị cho đời sống gia đình ngày nay. Gia đình vốn là tế bào nguyên thủy của xã hội. Nếu tế bào ấy không được lành mạnh, nghĩa là nếu gia đình chưa là một cộng đồng yêu thương, thì làm sao nói đến xây dựng xã hội? Người ta không cần phải ra khỏi nhà để làm công tác xã hội và từ thiện. Không ai cần được yêu thương, giúp đỡ cho bằng chính những người thân trong gia đình. Khi gia đình trở thành một mái ấm thực sự, khi gia đình trở thành một cộng đồng tình yêu thực sự, thì hơi ấm của tình người sẽ tỏa lan đến những người bên ngoài gia đình. Tông huấn của Thánh John Paulo đệ nhị về đời sống hôn nhân và gia đình trong số 21 đã nói đến việc xây dựng cộng đồng tình yêu trong gia đình như sau: tất cả mọi thành phần của gia đình, mỗi người tùy theo năng khiếu riêng của mình, đều nhận lãnh ân sủng và trách nhiệm để ngày qua ngày xây dựng sự thông hiệp giữa nhau. Nhờ thế, họ biến gia đình thành một trường dạy về nhân bản đầy đủ và phong phú nhất. Điều đó được thể hiện bằng sự săn sóc hay tình thương yêu đối với những người bé mọn, những người bệnh tật và già cả, bằng việc phục vụ nhau mỗi ngày, bằng sự chia sẻ cho nhau của cải, niềm vui, cũng như nỗi buồn. Một sự thông hiệp như thế chỉ có thể được duy trì và thêm hoàn hảo nhờ tinh thần hy sinh mà thôi. Thật thế, để có sự thông hiệp giữa các phần tử trong gia đình, cần phải có sự sẵn sàng và quảng đại cao độ của tất cả và của từng người để cảm thông với nhau, khoan dung với nhau, tha thứ cho nhau, hòa giải với nhau. Các tu sĩ thường nói với nhau rằng việc đền tội nặng nề nhất là đời sống chung. Thiết tưởng, châm ngôn này cũng có giá trị cho đời sống gia đình. Không cần có một đặc sủng phi thường,
không cần phải có một cuộc sống khắc khổ như các vị ẩn tu trong sa mạc. Cũng không cần phải là một tu sĩ mới có thể sống những nhân đức anh hùng. Đời sống hôn nhân và gia đình cũng có đủ những yếu tố để con người luyện tập những nhân đức anh hùng ấy. Ngay từ những trang đầu tiên trong Kinh Thánh, chân lý về cuộc sống hôn nhân đã được hé mở với tất cả vẻ đẹp và những đòi hỏi của nó. Thật thế, Kinh Thánh nói rằng người đàn ông luyến ái với vợ mình và cả hai nên một thân xác. Nên một mà vẫn còn là hai. Còn gì cao đẹp bằng, nhưng cũng không gì đòi hỏi bằng. Cuộc sống lứa đôi là một cố gắng không ngừng để trưởng thành trong nhân cách, nghĩa là trở thành chính mình mà vẫn nên một với người khác. Hay đúng hơn, chính khi vượt qua chính mình để nên một với người khác mà con người đạt được sự trưởng thành. Một tiến trình trưởng thành như thế hẳn đòi hỏi nhiều cố gắng và hy sinh. Các tín hữu Kitô nhờ hồng ân phép rửa và nhất là bí tích hôn phối sẽ đi vào tiến trình này với tất cả hân hoan và yêu thương. Họ biết rằng khi sống yêu thương là họ ở trong Thiên Chúa. Các tu sĩ được phong thánh không phải vì những hành động phi thường của họ, mà chính nhờ đức ái họ thực thi trong đời sống chung hoặc cho người khác. Một cách tương tự, các đôi vợ chồng cũng đạt được sự trọn lành trong bậc sống của họ nhờ những cố gắng thực thi đức ái cho nhau và cho mọi người trong gia đình. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Quỳnh Như trong những phút cầu nguyện. Làm gì ôi lạy Chúa khi tim con mây mù dâng lối, con phải làm gì ôi lạy Chúa khi hồn này còn lắm lo toan, con phải làm gì thì lạy Chúa xin Ngài phán đi. Phải làm gì ôi lạy Chúa khi nhân gian phủ đầy gian dối, con phải làm gì ôi lạy Chúa khi cuộc đời còn lắm oan khiên, con phải làm gì thì lạy Chúa xin Ngài phán đi. Người con gái nọ than phiền với cha của mình rằng cuộc sống có quá nhiều khó khăn khiến cô muốn buông xuôi từ bỏ. Cha cô ấy là một đầu bếp. Ông dắt cô vào bếp, lấy ba cái ấm đầy nước đặt lên bếp lửa đang cháy. Vài phút sau, khi những ấm nước bắt đầu sôi, ông bỏ vài củ cà rốt vào ấm thứ nhất, vài quả trứng vào ấm thứ hai, và một nhúm bột cà phê vào ấm còn lại và tiếp tục đun. Sau đó ông vớt cà rốt, trứng và bột cà phê ra ba cái chén khác nhau. Thế rồi ông nói cô con gái nhận xét xem chúng đã thay đổi như thế nào.
Cô ta sờ vào những củ cà rốt và nhận thấy nó đã chín mềm. Quả trứng cũng chín và vỏ bên ngoài trở nên cứng hơn. Cô cũng thưởng thức bột cà phê và thấy nó có hương vị đậm đà. Bấy giờ người cha chậm rãi giải thích. Mỗi một vật trên đều đã được đun trong nước sôi, nhưng chúng cho ra những món ăn khác nhau. Củ cà rốt vốn cứng, nhưng khi bỏ vào nước sôi thì trở nên mềm. Vỏ trứng vốn dễ vỡ, nhưng khi chín nó lại trở nên cứng. Còn bột cà phê, sau khi hòa với nước sôi, lại cho ta một thức uống tuyệt vời. Vậy khi gặp nghịch cảnh, con sẽ phản ứng thế nào? Con trở nên mềm yếu như cà rốt, cứng rắn như vỏ trứng, hay thơm ngon như bột cà phê? Quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống luôn có những khó khăn thử thách khiến chúng ta mệt mỏi chán chường. Câu chuyện trên phần nào giúp chúng ta hiểu rằng những khó khăn thử thách chính là cơ hội rèn luyện tính kiên nhẫn để trưởng thành hơn. Cuộc sống không có khó khăn, làm sao xuất hiện những anh hùng? Nếu con tầm không kéo kén ương tơ, làm sao lá dâu biến thành tấm lụa mềm duyên dáng? Khi chúng ta muốn cuộc sống không có nghịch cảnh, hãy nhớ rằng kim cương vốn dĩ là than đá, nhưng đã trở nên cứng rắn và giá trị hơn nhờ được tôi luyện dưới nhiều tầng áp lực. Trong Kinh Thánh, ông Gióp được xem là nhân vật kiểu mẫu cho những ai chịu thử thách đau khổ. Ông đã phải đối diện với nỗi đau đớn về tinh thần khi con cái ông đều chết, bị vợ bỏ, bạn bè khinh dễ. Ngoài ra, thân thể ông còn bị ghẻ lở, hôi thối và bị mất hết tài sản. Thế nhưng ông Gióp vẫn yêu mến, trung thành phục thờ Thiên Chúa. Sau biết bao thử thách nặng nề, ông Gióp càng xác tín về kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa. Vì vậy, ông được xem là người công chính. Trong đêm tối của đức tin, ông Gióp mới thấu hiểu đau khổ cuối cùng là một mầu nhiệm. Còn tác giả Thánh Vịnh 119 cũng xác tín rằng đau khổ quả là điều hữu ích để giúp con học biết thánh chỉ Ngài. Nếu mọi con đường đều bằng phẳng, người ta đâu cần phải cố gắng. Nếu không sống trong cảnh đêm đen tăm tối, người ta sẽ không khát vọng xem thấy ánh bình minh. Khi thành công đến một cách dễ dàng, người ta dễ sinh lòng kiêu căng tự mãn. Đau khổ là trường đào luyện chúng ta trở thành con người đầy lòng tin tưởng. Thiên Chúa là đấng quyền năng và nhân hậu. Ngài luôn mang đến những điều tốt lành. Vì thế, mọi sự gian ác xấu xa đều đi ngược với bản tính của Thiên Chúa. Chính Đức Giêsu đã đến trần gian để thánh hóa mọi đau khổ, dẫn đưa con người tới vinh quang bất diệt. Lạy Chúa Giêsu nhân lành, Chúa đã đến đem niềm vui và hạnh phúc cho nhân loại. Xin cho chúng con cảm nếm được tình yêu thương quan phòng của Chúa, để trong mọi hoàn cảnh chúng con vẫn một niềm tin khác kệ trông. Amen. Con phải làm gì, ôi lạy Chúa, khi anh em chưa tìm lẽ sống? Con phải làm gì,
ôi lạy Chúa, khi bạn bè lạc mất niềm tin, con phải làm gì, con phải làm gì, con phải làm gì, thì lạy Chúa xin Ngài phán đi. Con phải làm gì, ôi lạy Chúa, bao em thơ không nhà không cửa. Con phải làm gì, ôi lạy Chúa, bao gia đình còn mãi chia ly. Con phải làm gì, con phải làm gì, con phải làm gì, thì lạy Chúa xin Ngài phán đi. Hãy trỗi dậy mà đi, vì Thiên Chúa đang chờ mong con. Hãy trỗi dậy mà đi, chọn con tim dâng về Thiên Chúa. Hãy trỗi dậy mà đi, rồi con sẽ trở thành chứng nhân, đón tin mừng bình an của Thiên Chúa đến trên trần gian. Phải làm gì, ôi lạy Chúa, khi quê hương tin mừng chưa lớn. Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thứ, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.